trầu không trà xanh lá bàng là cái gì ta? Là cái gì ạ? Giờ mới chạy lên tới Long Khánh mới có cái hàng này, giờ sao trời, ngày mốt mới đi được chứ bây giờ đâu có rảnh mà đi ta. Rồi gì Ê, á? ông rảnh không? Rồi gì? Ông đi với tôi lên Long Khánh, tôi mua cái này về cho vợ tôi, cái này là gọi là nước dễ giữ 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 vệ sinh đó. Ừ. Ở đây vấn Nó đề đó mà. không có, cái này không có, nó hết rồi. Nhưng mà có một cái là Bỏ vô nước xô cho loãng ra, cái này dĩ nhiên mà. thì bỏ nước vô xài cái là hết liền luôn, một Ừ. khi đã xúc là mình xúc được một lần thôi đúng không, Đúng rồi. chứ đâu phải là cái này nó dạng là dạng dạng ông biết là cái dạng gọi là dẻo 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 không Đúng rồi. đó. Giờ tôi nói là anh chạy lên trên Long Khánh mua giùm em, chứ còn tại vì cái dung dịch vệ sinh phụ nữ á Ừ. là ông phải xài đúng hàng đúng của nó, thì gọi là một cái thói quen, À. chứ ông xài bậy bạ là nó bị viêm và nó ngứa À biết rồi. đó. Thử là biểu tôi chạy lên Long Khánh. Ê, sáng nay bây giờ anh tôi chạy lên Long Khánh lên chỉnh cái tôi bao cho ông một ly trà bự, Thôi không đi đâu. trà bự ngon không Tí cần nữa em đi canh bò đẻ rồi. đụng bò đẻ gì, tháng đẻ 3 lần không cần. Mười mấy con mà nó thay nhau đẻ. Đụng tính ra đợt này ông giàu rồi thôi. Đúng rồi. Ai bảo chăn bò là khổ đâu. Không, tôi thấy bò mà đẻ là thấy lúa về rồi. Để em chia sẻ cái này rất hay nè. Hai Chia cái sẻ gì? cho mọi người nè. Lại ngồi đây cho có đủ ánh sáng tự nhiên cho mọi người nè. Mọi người xài cái bá cái bình xịt này giống như là dầu gội đóng chai đồ, mọi người gặp tình trạng khi mà gần hết á, mọi người bóp nó kia là tình trạng anh bóp thử à. Ụt ụt tình trạng là ụt ụt nó không ra. Đó ụt ụt vậy đó, nó không ra tại vì nó có đâu mà ra. Hết Tại vì rồi. mọi người nghĩ là nó có đâu mà ra, thực sự nó vẫn còn trong đây. Mọi người nếu mọi người ụt ụt tôi tệ tầm xài được 3 lần á. 3 lần. Nếu mọi người cho nước vô mọi người xúc 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 cho Một lần. người là xong luôn rồi đó, nó sạch luôn xong rồi đó. À. Mọi người phải xài hết 3 lần đó mọi người mới xúc tại vì dính vô cái máng nó qua đây nữa. Phí. Đồng rồi. Với trường hợp cấp bách nữa, đi vô nhà tắm rồi. Không lẽ giờ lại chạy ra cởi đồ rồi lại chạy ra lại. Đâu có nghĩ là hết đâu. Đúng rồi, trong khi mình xịt cái ụt, chia sẻ mọi người cách để mọi người sử dụng những cái chai xịt này rất là ok luôn. Tôi kể cho ông nghe một cái chuyện này nè. Tôi có một con ghẹ người yêu, Ừ. bữa hổm nó cũng xài cái gọi là cái sữa tắm á, Ừ. mà nó vô mà bản năng của người một người phụ nữ á nha, khi đã xài sữa tắm rồi á mà khi mà tắm mà không có sữa tắm là chịu không bao giờ được Ừ. đó. Khi mà vô nhà tắm thay đồ là kiểu như là thay đồ xong cái bắt đầu cởi, nó có một cái sọt để mà bỏ để mà giặt ấy đó, Rồi. cởi đồ cái dục cái bạch ra, từ đó cách cái nhà tắm chừng cỡ 2 mét Ừ. đó. Cái nó mới kêu anh ơi anh làm ơn anh chạy mua giùm em sữa tắm, Ừ. cái tôi đâu có chịu đâu ông, cái cơ hội mà thì em đi ra lấy đồ đi ra, ra mặc đi ra đi em tự mua chứ em biết chi đâu mua, cơ hội đó mà. Ừ. Thì tôi ngồi trước cái cửa nhà tắm chứ đâu, Ừ. nó lấy khăn mà khăn bím khăn bự bự á, Ừ. quấn ngang cái đi ra mua. Tôi đi mua vẫn được chứ mấy hôm tôi thích vậy đó, cái Ừ. xong cái ta kêu thôi vô đi anh mua cho đồ, đó là À. một cái chiêu đó nha. Để chia sẻ mọi người. Vừa gặp tình trạng mọi người bóp nó bị ột 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 vậy nó không ra thì đơn giản thôi, em sẽ chia sẻ một người. Đó là mọi người ví dụ để xuống, đúng không? Một tay bịt, một tay ột, một tay bấm. Là sao? Ý là một tay anh bịt, một tay anh cái lỗ, anh bịt kín cái lỗ lại. Được kín lọ luôn hả? Rồi một tay anh bóp. À, tay vẫn theo vậy đó. Nó cứng cứng, cảm thấy anh thấy nó cứng cứng là được rồi. Ê, nó ra nè. Ê, nó xì ra nhiều vậy? Nó sẽ ra thôi. Là sao? Ý ông là sao? Tại vì trong đây nó vẫn còn, nhưng mà tại lý do tại sao anh vẫn ộp ộp là do là nó trống hơi, nó thiếu hơi. Cho nên anh phải bịt lại, mục đích bịt lại để cho nó ép cái hơi nó đẩy lên. À, có nghĩa là khi mà cái này nó cần ra thì Ừ. cái ống trong này nó phải là bít dầu gội hoặc bít Ừ. cái gì trong đó nó mới ra. Đúng rồi, nó cái lộn lộn là nó đã tình trạng ột 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 ột. Nó ít quá đâm ra là nó bị bọt. Đúng rồi. Đâm ra mình bịt cái này để kiếm hơi cho nó đẩy lên. Đúng rồi, nó không ra đứt đoạn mà nó ra đều cho mọi người luôn, là ra hết cho mọi người luôn rồi mọi người mới xúc. Cái kiểu cái này xài phải là như vậy. Thì em thấy đó ra đó. Ra khỉ khô thận ra Đó bong anh bóng nè, không thấy phải à? bịt Này lại bong bóp bóng nó mới nè. ra. Ừ. Này là bong bóng thôi, nó bơm kiểu bị ấy bịt lại đúng không? Ừ, bịt lại bóp. Nè. Nó ra hết luôn. Này nó không phải bong bóng nữa mà nó ra nè, thấy Ừ, không? đúng rồi, nó ra hết luôn. Chợ hơi cho nó. Đúng rồi. Bít lại chợ hơi. Đó để chia sẻ mọi người xài mấy cái dòng xịt này, dầu gội hay là sữa tắm gì đó, đa số giờ xài dòng xịt hết á. Nhưng mà gặp tình trạng đó là ột ột ra đứt đoạn, mọi người nên bịt cái đó, mọi người xịt sẽ ra được. À. Ok, một kinh nghiệm mọi người có thể lưu lại sẽ ngày dùng nha, nhớ đăng ký vào chuông. Ok.